những bí ẩn chưa từng tiết lộ. Ngày 24 tháng 5, tại nghĩa địa Vườn Ươm thuộc xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra cuộc khai quật phần mộ của chị Đào Thị Hoa, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, tử vong cách thời điểm khai quật gần 6 năm. Theo nội dung đề nghị của phía gia đình chị Hoa, thì sự ra đi của người phụ nữ này là bất thường, thậm chí là một vụ án mạng, chứ không đơn thuần là quyên sinh do treo cao như kết luận ban đầu khi vụ việc xảy ra. Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 6 năm trước, tính từ thời điểm khai quật mộ. Sau một ngày tìm kiếm thì gia đình phát hiện chị Hoa tử vong trên đồi Động Nen, xã Bắc Thành trong tư thế treo cao, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên cổ có sợi dây xoắn màu trắng buộc kiểu thòng lọng sát vào cổ. Phía đầu dây ở trên buộc vào cành cây thông. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Yên Thành đã khám nghiệm hiện trường. Sau đó đại diện gia đình chị Hoa đã ký vào cam kết với nội dung tử vong do quyên sinh. Vì vậy, công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài mà không giải phẫu. Đồng thời, công an huyện Yên Thành xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nhắc lại về việc ký cam kết của gia đình ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, ông Đào Quang Nghị, em trai của chị Hoa phân trần. Khi phát hiện chị Hoa tử vong trong tư thế treo cao thì cả gia đình ai cũng bàng hoàng và không muốn cơ quan chức năng mổ xẻ vì quá đau xót. Lúc đó gia đình chỉ nghĩ làm gọn nhẹ mọi việc để chôn cất chị tôi chu toàn. Còn phía công an vẫn sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ về vụ việc. Thế nhưng, chờ mãi thì công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án và khép lại quá trình điều tra. Ông Nghị cho biết thêm, chị tôi tử vong trong tư thế như vậy khiến gia đình rất thắc mắc. Không chỉ có tư thế mà nhiều chi tiết tại hiện trường khiến gia đình chúng tôi chăn trở. Chỉ mong cơ quan chức năng làm rõ. Thế nhưng vụ án khép lại với kết luận chị tôi tử vong do quyên sinh khiến chúng tôi rất bức xúc. Trở lại với buổi khai quật, công việc diễn ra với sự tham gia của nhiều ngành chức năng. Khi thân thể được đưa lên, tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng bởi toàn thân vẫn nguyên vẹn. Làn da của nạn nhân thậm chí vẫn còn thể hiện rõ những vết bầm tím bất thường. Trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình khai quật, cũng như là người nhiều năm dòng dã đến các cơ quan chức năng yêu cầu làm sáng tỏ án mạng của chị gái mình, ông Nghị chia sẻ về những bất thường bản thân đã chứng kiến. Khi tôi đi đến hiện trường thì thấy đôi dép của chị gái tôi để cách nơi treo cao tới hơn 300 mét. Điều đáng nói, quan sát trực tiếp thì thấy lòng bàn chân của chị tôi hoàn toàn không có vết xước, rách nào cả. Mặc dù địa hình vùng đồi Động Nen rất khó đi lại, nếu đi bằng chân thường rất khó và chắc chắn sẽ phải có vết rách và xước. Ngoài ra, tư thế của chị tôi treo cao cũng hết sức bất thường, đầu gối còn quỳ xuống đất. Bức ảnh còn lưu lại hiện trường cho thấy, chị Hoa đã treo cao bằng sợi dây được buộc cao ở khoảng cách chừng 3 mét trên cây thông. Hiện trường là đồi thông cách nhà nạn nhân khoảng trên 1.500 mét. Ít người qua lại bởi không có lối đi. Nhiều cây rừng mọc tự nhiên trên đất đồi, đá, rất khó để di chuyển. Nơi nạn nhân bỏ dép cách hiện trường khoảng 300 mét, nếu đi chân đất thì không thể đi nổi. Còn trường hợp đi chân đất tới nơi treo cao thì chắc chắn bàn chân phải có dấu vết. Khoảng cách từ nút buộc phía trên cây đến mặt đất là 3 mét và đến nút buộc nạn nhân là 2,17 mét, theo biên bản khám nghiệm hiện trường. Như vậy, từ nút dây thắt 2,17 mét đến mặt đất là 0,83 mét. Trong khi đó, xác định chiều cao nạn nhân là 1,53 mét và chiều dài của sợi dây treo cao là 3 mét. Nút buộc treo cao nạn nhân cách mặt đất 0,8 mét. Do đó, theo lời của ông Nghị, thì những dấu hiệu này là hết sức bất thường. Trong khi đó, tại bản khám nghiệm có mô tả, ở cổ có vết hàn bầm tụ máu màu nâu xám, bề mặt chai cứng không khép kín, phía trước nằm trên sụn giáp phía bên trái cách dưới dái tai 3,5 cm, phía phải cách dưới dái tai phải 4 cm, khoảng hở sau gáy nằm trên đường chân tóc gáy rộng 3 cm, chiều hướng của vết hàn từ trước lên trên, từ trước ra sau. Ngoài ra không phát hiện thấy vết hàn nào khác. Tuy nhiên, theo quan sát của gia đình thì mặt, cổ, ngực, bụng của nạn nhân vẫn có màu da trắng, sắc thái tự nhiên, không phù nề, bầm tím, có ảnh kèm theo. Mặt khác, theo nhân chứng quan sát, có một vết to hình trăng khuyết sau gáy, hành tủy và nhiều vết nhỏ bầm tím. Cùng với đó, vào ngày xảy ra chuyện, chị Hoa đi làm sớm hơn bình thường, từ lúc 5 giờ 30 phút sáng đã ra khỏi nhà. Điện thoại cầm tay có hàng loạt những cuộc gọi bất thường từ số lạ. Điều đáng nói là những tình tiết này không được xem xét trong quá trình điều tra làm rõ án mạng của chị Hoa, nên gia đình mới viết đơn khiếu nại. Chính ông Nghị cũng chia sẻ rằng, sau khi ký vào biên bản cam kết, bản thân ông cũng cảm thấy vô cùng hối hận và điều mong muốn duy nhất lúc này là án mạng của chị gái mình được làm sáng tỏ. Dường như những diễn biến về thủ tục sau sự ra đi của chị Hoa nhanh đến mức bất thường
thậm chí ngay cả giờ chôn cất nạn nhân cũng được thực hiện một cách chớp nhoáng. Theo lời kể từ gia đình, sau khi đưa xác chị về nhà được vài tiếng, chồng chị Đào Thị Hoa đã quyết định sáng hôm sau sẽ chôn cất sớm cho được giờ đẹp. Chồng chị Hoa khẳng định đã đi xem thầy, phải chôn đúng giờ thì mới được. Dù phong tục địa phương bình thường đám tang phải diễn ra hơn một ngày, nhưng lễ tang của chị Đào Thị Hoa chỉ diễn ra vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, từ đêm hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau. Những người dân địa phương cho đến nay vẫn còn chưa lý giải nổi vì sao chị Hoa lại được chôn cất nhanh như thế. Nhưng đó là quyết định của gia đình nên không ai có ý kiến. Rồi một chuyện vô cùng lạ nữa, dọc đường đi từ nhà chị Hoa ra đến nghĩa địa, bất ngờ xuất hiện rất nhiều tờ giấy trắng. Trong đó có ghi nội dung về việc chị Hoa đã ra đi oan ức, cơ quan điều tra phải phẫu thuật để làm rõ sự việc. Những tờ giấy này sau đó được một số người nhặt lên đọc và không ai biết người đã giải những tờ giấy này. Những bí ẩn cứ chồng chồng, lớp lớp. Nhưng trong lúc bấn loạn, vì đau đớn, những người thân trong gia đình chị Hoa không thể biết và phân định được việc cần làm nữa. Tất cả tập trung cho việc lo hậu sự cho chị Hoa. Cuộc khai quật bất thường. Trở lại với cuộc khai quật, khi quan tài được đưa lên từ huyệt mộ, nắp quan tài ngay lập tức được mở ra. Những người thực hiện cuộc khai quật trong đó có hai người thân của chị Hoa đã vô cùng hốt hoảng và giật mình. Trong quan tài, thi hài của người phụ nữ vẫn y nguyên như khi được chôn cất. Dấu hiệu của sự phân hủy thân thể là rất ít, dù đã trải qua gần 6 năm được chôn cất dưới huyệt mộ. Ông Nghị, em trai của nạn nhân cho biết, chị tôi gần như vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi chút gì. Có thể nói rằng khi an táng chị như thế nào thì giờ đây mọi thứ vẫn như vậy. Tôi thấy điều này là rất hiếm. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng thân thể chị vẫn còn nguyên dạng được như thế này. Thông tin về thân thể nạn nhân dù đã trải qua gần 6 năm chôn cất vẫn gần như nguyên vẹn, không khác gì khi vừa mất. Đã ngay lập tức gây rúng động cả một vùng quê. Án mạng đầy bí ẩn của chị Hoa, đám tang vội vã khác với phong tục thường thấy tại địa phương, cùng chuyên đơn được giải trắng trời và hàng loạt những sự việc lạ lùng khác khiến cho người dân nơi đây vẫn không khỏi hoài nghi. Nguyên nhân thực sự nào đã khiến nữ kế toán trưởng của một bệnh viện huyện có cuộc sống gia đình êm ấm, hai người con trai đều chăm ngoan học giỏi, kinh tế ổn định, lại có thể quẫn trí tới mức một mình tìm đến cái kết đau lòng trên đồi vắng như vậy? Kết luận của cơ quan điều tra. Sau gần 2 tháng giám định, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã ra thông báo kết luận kết quả giám định nguyên nhân tử vong của chị Hoa. Kết quả giám định cho biết, thân thể đã bị phân hủy dạng xà phòng hóa, không có tổn thương rách da và cơ, hệ thống xương không có tổn thương. Xét nghiệm vi thể thấy các mẫu phủ tạng đã bị phân hủy, mất cấu trúc, không còn khả năng đánh giá và nhận định. Về xét nghiệm độc chất, trong phủ tạng không tìm thấy các chất độc thường gặp. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra kết luận không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân tử vong của bà Hoa dù đã có kết luận. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục làm đơn gửi cơ quan chức năng để nhờ tiếp tục vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án theo nhiều hướng khác nhau. Bé gái 11 tuổi tử vong trên giường ngủ trong tình trạng chiếc quần dài bị kéo tụt qua ống đồng, xuất hiện tinh dịch. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều lông, tóc và mô da. Điều đặc biệt, phía dưới gầm giường, nơi nạn nhân nằm, lớp bụi trên nền đã bị biến dạng. Án mạng bí ẩn. Na Xá là một trong những thôn, bản xa xôi, hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc xã Nam Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây chủ yếu tập trung đồng bào các dân tộc ít người sinh sống. Với mật độ dân cư thưa thớt, mỗi nhà cách nhau cả một quả đồi. Cuộc sống của người dân nơi đây khá bình yên, đoàn kết. Bỗng một ngày, cuộc sống của người dân bị xáo trộn bởi một vụ án mạng thương tâm và đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu Hoàng Thị Xê, 12 tuổi, học sinh trường trung học cơ sở xã Nam Quan. Theo hồ sơ vụ án, ngày 11 tháng 1, sau khi đi thăm nương trở về, ông Mờ ghé vào nhà cháu nội để chơi. Tại đây, thấy chiếc xe đạp và đôi dép của cô cháu gái để ngoài sân. Ông Mờ tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng cháu Xê trốn học, ở nhà chơi, nên ông Mờ vội vàng gọi hỏi. Vừa đúng lúc này, anh trai của Xê là cháu Lý Văn Sa, 14 tuổi, từ trong nhà mở cửa, hốt hoảng chạy ra, nói rằng em gái cứ nằm li bì, từ sáng trên giường không dậy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Mờ vội vàng vào buồng ngủ để kiểm tra. Tại đây, ông nhận ra cô cháu gái đã tử vong với những vết bầm tím trên cổ, quần áo trong tình trạng sập sạch. Không giữ được bình tĩnh, ông Mờ vội lao ra ngoài sân kêu cứu, đồng thời gọi điện thông báo vụ việc tới cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, công an huyện Lộc Bình phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội,
và phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ. Thông tin cháu C tử vong bất thường tại nhà riêng khiến người dân thôn trên, xóm dưới bỗng trở nên nháo nhác, bàn tán xôn xao. Những dấu vết lạ. Tại hiện trường, cháu C tử vong trên giường ngủ trong tình trạng vùng cổ có nhiều vết bầm tím, nghi bị xiết, quần dài bị kéo tụt xuống tới ống đồng, xuất hiện tinh dịch. Kiểm tra khu vực xung quanh tử thi, công an thu giữ nhiều lông, tóc. Trong móng tay nạn nhân cũng xuất hiện một số mô da. Đặc biệt, dưới gầm giường, nơi cháu C nằm ngủ, lớp bụi trên sàn nhà bị biến dạng, đồ đạc xung quanh không có dấu hiệu xáo trộn. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân bị hung thủ xâm hại rồi sát hại. Khoảng thời gian xảy ra vụ án mạng là vào đêm mùng 10 tháng 1. Qua xác minh được biết, nạn nhân có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le, mẹ bỏ nhà đi làm ăn xa, không trở về. Do kinh tế khó khăn, bố của cháu C cũng phải tha hương sang Trung Quốc để kiếm sống. Ở nhà chỉ có cháu C và người anh trai sinh sống, thỉnh thoảng ông bà nội có ghé qua. Theo lời anh trai nạn nhân là Lý Văn Sa, 14 tuổi, tối ngày 10 tháng 1, sau bữa cơm tối, cháu ở gian nhà ngoài nằm xem tivi, còn C vào buồng học bài. Tới khoảng 22 giờ, Sa cũng tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm đó do ngủ say nên Sa không biết có chuyện gì xảy ra với em gái mình. Đánh giá đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận, lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định thành lập ban chuyên án để khẩn trương đấu tranh, truy bắt kẻ thù ác. Diện đối tượng tình nghi được cơ quan điều tra khoanh vùng, gồm những người có vợ đi làm ăn xa, rượu chè say xỉn và đặc biệt có nhu cầu sinh lý cao. Sau quá trình sàng lọc thông tin, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên nghi phạm Lý Văn Cao, 45 tuổi, ở cách nhà nạn nhân chừng 200m. Điều đáng nói, Cao và gia đình cháu C có mối quan hệ họ hàng. Đi sâu vào tìm hiểu thông tin nghi phạm, cơ quan chức năng nắm được, vợ Cao vốn đi làm ăn bên Trung Quốc đã lâu, Cao ở nhà cùng đàn con nhỏ, đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày rượu chè, say xỉn. Điều đáng nói, mặc dù là họ hàng, nhưng sau khi cháu C mất, Cao không tới thăm hỏi, giúp đỡ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Lập tức, Lý Văn Cao bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai để phục vụ cho công tác điều tra. Đối diện với điều tra viên, Cao một mực khẳng định mình không liên quan tới án mạng của cháu C. Tối ngày 10 tháng 1, đối tượng cho biết đi ngủ từ chập tối. Tuy vậy, trên hai cánh tay của đối tượng này xuất hiện một vết xước trên da, dấu hiệu của việc bị cào cấu. Lý giải về những thương tích này, Cao nói rằng bản thân uống rượu say nên bị ngã xe. Từ những lời khai thiếu sức thuyết phục của Cao, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy nhanh việc giám định các dấu vết thu thập được tại hiện trường như mẫu lông, tóc, tinh dịch để sớm vạch mặt hung thủ. Đúng như dự đoán, những mẫu vật phẩm thu giữ được có kết quả giám định trùng khớp với nghi phạm Lý Văn Cao. Trước những chứng cứ đầy sức nặng, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm này. Tại cơ quan điều tra, biết không thể thoát, Cao đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Cao khai nhận vì là hàng xóm của nạn nhân nên đối tượng biết rõ hoàn cảnh, điều kiện của gia đình cháu C. Đêm mùng 10 tháng 1, sau khi uống rượu say, Cao đã lẻn vào nhà của nạn nhân rồi trốn dưới gầm giường. Khoảng 23 giờ đêm, khi thấy cháu C đã ngủ say, Cao liền chui ra, tác động vào vùng cổ nạn nhân khiến nạn nhân tắt thở rồi giở trò đổi bại. Gây án xong, đối tượng bỏ về nhà ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thông tin Lý Văn Cao chính là kẻ thủ ác xuống tay sát hại cháu C khiến người thân nạn nhân, hung thủ và dư luận địa phương vô cùng bàng hoàng, sửng sốt. Sau này, với hành vi mất hết nhân tính, Cao đã phải đối diện với mức án nghiêm khắc nhất của pháp luật.